Thưa quý vị, thông qua ứng dụng trên Zalo với tính năng giúp cộng đồng tương trợ khẩn cấp, Trung úy Nguyễn Duy Anh, cán bộ tổ phòng chống tội phạm Công an phường Long Hòa, quận Bình Thủy đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, thuốc, chữa bệnh, nhu yếu phẩm cho những người đang gặp khó khăn, xanh quá những chấm vàng đang cần giúp đỡ trong mùa dịch. Mở Zalo tìm những chấm vàng là nơi có những hộ dân cần hỗ trợ. Trung úy Nguyễn Duy Anh tìm hiểu hoàn cảnh, nhu cầu, sau đó vận động mang quà, gạo, nhu yếu phẩm, thuốc men đến tận nơi trao tặng. Sau khi được kịp thời hỗ trợ, những chấm vàng này sẽ đổi sang màu xanh. Cứ như vậy, gần một tháng qua, Trung úy Nguyễn Duy Anh đã thầm lặng kết nối yêu thương, góp phần giúp đỡ những trường hợp gặp thiếu thốn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Bên cạnh kêu gọi cộng đồng cùng chung tay chia sẻ, anh còn góp thêm tiền túi để giúp những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Được cái tiếp sức của mạnh thường quân cho cái mùa dịch này thì gia đình thành thật cảm ơn. Được trang trải cuộc sống thì cũng đỡ cái là mình đỡ được đi chợ một tuần lễ. Bây giờ chợ búa nó cũng khó khăn. Với nhiệm vụ được giao, Trung úy Nguyễn Duy Anh luôn sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân và nắm rõ tình hình địa bàn. Trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư này, Trung úy Nguyễn Duy Anh vừa tham gia trực chốt kiểm soát cùng các lực lượng lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19, thu thập thông tin, truy vết, vừa hỗ trợ người dân ở khu phong tỏa, khu nguy cơ cao, ổn định đời sống. Bản thân nhận thấy mình là một người chiến sĩ công an nhân dân, thì luôn khắc ghi cái lời Bác dạy: công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, bà con nhân dân có ổn định cuộc sống, nhân dân có yên vui thì tôi và đồng đội mới hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài cái tiền vận động của mạnh thường quân rồi không đủ, cháu còn phải bỏ tiền túi của mình ra để hỗ trợ. Ở đây bà con là hai chú quý mến cái việc làm của cháu Duy Anh. Về mặt lĩnh vực công tác thì đồng chí Duy Anh là luôn sốt sắng, tích cực và tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thì bên cạnh đó, trong công tác phòng chống dịch bệnh thì đồng chí Duy Anh được phân công là bảo vệ cái một khu phong tỏa, trực chốt bảo vệ các khu phong tỏa trên địa bàn. Thì riêng bên cạnh đó thì khi ngoài cái thời gian ra thì đồng chí Duy Anh tham gia trong công tác hỗ trợ y tế lấy mẫu xét nghiệm. Đối với cái công tác mà giúp đỡ người dân trong hoàn cảnh khó khăn, đồng chí Duy Anh cũng rất là tích cực liên kết liên hệ với các nhà hảo tâm, vận động được trên 800 phần quà gồm có gạo và nhu yếu phẩm. Là một chiến sĩ công an, Trung úy Nguyễn Duy Anh không chỉ tận tâm dốc sức cho công việc mà còn hết lòng với nhân dân bằng trọn tình cảm và trách nhiệm của một người trẻ.